thui luôn, mới thui kiện hàng COD. Mà kiểu này phải trả gấp chứ sao mà mới đầu á, mình nhìn vô là thế nào anh chị cũng sẽ chọn con đẹp rồi chứ, máy này chạy và ai đâu chọn đúng không? Đó, nhưng mà đây nè, cái con máy này anh chị nhìn đi. Đó, nó dính vô trong này thấy không? Hai bên luôn, hai bên cái hốc luôn. Đó, cái nước sơn nó bị dính vô trong cái phụ kiện ở phía trong này, anh chị thấy không? Đó, nó có màu bạc luôn. Còn như chiếc máy này của em này là một màu đen thui luôn. Cái hốc này, hốc tản nhiệt nó đen thui luôn. Tại vì nó là sơn zin anh chị. Mà cái kỹ thuật sơn của hãng anh chị là biết sao không? Khi họ sơn á là họ sơn cái vỏ ngoài xong rồi họ mới lắp ráp. Thành ra khi mà một cái máy mà mình đi sơn lại á, giống như mấy anh em Việt Nam thì sơn cũng đẹp á, nói chung là cái màu sơn này nhìn không ra luôn anh chị, rất là đẹp. Phải khen luôn, tay nghề của mấy anh em sơn Việt Nam bây giờ là lên tầm cao mới rồi. Nhưng mà tầm cao cỡ nào nhưng mà không bao giờ dối em được, tại vì kinh nghiệm mình á hả, mười mấy năm rồi mà, sao lừa mình được. Đó, rồi đây nè, cái bay dớ nè anh chị thấy không? Đó. Cái khe này nè, nó phải thẳng tớp. Ở tới đây nè nó bị bóp nè, mình không hiểu thì mình cạy ra mình mới thấy là à có dấu sơn. Đó. Nè cái đường nè, đường liền nó thẳng này thấy không? Ở đây tự nhiên nè, mà cạo ra nè, nó có dấu sơn. Thì khi mà xác minh được nó là cái hàng sơn lại thì mình phải trả gấp rồi. Chứ nhập hàng mà kiểu này là mang tiếng chết luôn anh chị. Đó. Cái này là em kỹ nha, chứ mà ẩu tả chút xíu là mang tiếng chết luôn á. Nhiều khi mình không có làm mà nhập hàng anh chị mà ẩu ẩu cái là không có được. Thành ra phải kỹ. Cái mặt này, cái mặt này là mặt zin ha. Đó, mặt này là zin nè. Chưa sơn. Mặt này zin luôn, không có sơn ha, chỉ sơn cái mặt đất thôi. Cái mặt đất này sơn rồi. Đó. Rồi, anh chị đi mua hàng ngọt kia thì phải để ý ha. Máy đẹp á thì cũng phải xem thử là nó đẹp đúng không ha. Đó. Cái dây nguồn nè, nó bị dính màu sơn trắng đó. Còn như cái máy của em nè, dây nguồn của em màu đen anh chị thấy chưa? Ok ha, thấy không, màu đen thui nè. Đó, màu đen, còn cái này là nhìn thấy là trắng thấy rõ luôn không nè. Trắng thấy rõ luôn nè, đó. Sơn anh chị, nó bị dính vô đó. Tại vì khi mà người ta sơn cái này á, thì người ta không có mở máy anh chị. Người ta chỉ dán sơ lại thôi rồi người ta sơn ở cái vỏ ngoài. Nhưng mà cái màu nó, nếu mà mình nhìn thực tế anh chị là mình thấy cũng khác biệt lắm nha. Đó, cái màu sơn của nó là mịn luôn. Còn cái màu zin của nó là em đưa gần lại mới thấy. Cái màu zin của nó là nó có nhìn nó kiểu giống như là cát nha anh chị. Đó, nhìn nó nhám 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 ha. Nó không có được mịn đâu anh chị, nhìn thấy màu là cũng phân biệt được mà đúng không? Nhưng mà phải có máy để so sánh nha. Còn mà nếu mà không có so máy so sánh là khó để phân biệt lắm. Rồi, cái này em trả gấp thôi. Nè, em mới nhận nè, mới